Bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này trong đó những lý luận, những phương pháp trong mỗi câu danh hiệu đều đầy đủ tất cả. Lại nói với quý vị, không những một câu danh hiệu này đầy đủ toàn bộ Tịnh Độ Tông, nó đồng thời đầy đủ toàn bộ tất cả pháp mà Đức Thế Tôn giảng trong suốt 49 năm. Tất cả không ngoài câu này. Nó còn đầy đủ biến pháp giới, hư không giới, và tất cả pháp chư Phật nói trong quá khứ, hiện tại, vị lai, viên mãn cụ túc. Người niệm câu A-di-đà Phật này rất đông, nhưng người thật sự hiểu được công đức của câu A-di-đà Phật thì không nhiều. Chúng tôi ở trên bục giảng đặc biệt là giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ, trong lời tựa của lão cư sĩ Mai Quang Nghi giới thiệu rất rõ ràng. Trong đó có một đoạn nói rằng: chư vị tổ sư đại đức của thời đại Tùy Đường, thời kỳ đó trong lịch sử gọi là thời đại hoàng kim của Phật giáo, chư vị tổ sư cao tăng thạc đức rất nhiều. Đại thừa, tiểu thừa có 10 tông phái, đều kiến lập dưới triều đại Tùy Đường. Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, các vùng lân cận đến Trung Quốc du học, sau khi trở về thành tổ sư của quốc gia họ. Đó không phải là người bình thường. Đã từng nghiên cứu, cũng hiếu kỳ như chúng ta. Chúng ta tìm hiểu kỹ càng thì kinh điển mà Đức Thế Tôn thuyết trong 49 năm đã nói rất nhiều. Bộ kinh nào quan trọng nhất, có thể tượng trưng cho một đời thuyết pháp của Thế Tôn? Mọi người hầu như đều nhất trí tôn sùng Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nên địa vị Kinh Hoa Nghiêm trong Phật giáo rất cao, được xưng là vua trong các kinh, là căn bản pháp luận. Tất cả kinh đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm, giống như một cây đại thọ vậy. Hoa Nghiêm là thân cây, còn tất cả các kinh khác là cành lá hoa quả trên cây này. Hoa Nghiêm là căn bản. Cuối cùng của Hoa Nghiêm, một đời viên mãn thành tựu điều gì? Là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Dương, đạo quy cực lạc. Vốn dĩ Hoa Nghiêm cứu cánh viên mãn là tại thế giới Tây Phương cực lạc. Do đó mọi người sẽ ý thức được Vô Lượng Thọ Kinh là phiên dịch sớm nhất. Bản dịch rất nhiều. Người thời đó đều đã từng thấy qua, đều đọc qua. Nên các vị tổ sư đại đức đều khẳng định Hoa Nghiêm cuối cùng quy vô lượng thọ. Vô lượng thọ biến thành đệ nhất. Chúng ta nghĩ lại, ngày nay kinh Vô Lượng Thọ có 9 bản. Bản của Hạ Liên Cư là tốt nhất, hoàn bị nhất, tập hợp 5 cuốn và dịch thành. Đến chính bản sưu tập của Dương Long Thư và nhầm lẫn trong bản sưu tập của Ngụy Mặc Thâm đều sửa lại. Đây là một cuốn sách tốt nhất. Trong cuốn sách này phân thành 48 phẩm. Chúng ta cũng giống như các vị tổ sư đại đức xưa nay, trong 48 phẩm này, phẩm nào quan trọng nhất? Đương nhiên là đệ lục phẩm. Phẩm thứ 6 là chính Đức Phật A Di Đà giảng 48 nguyện, là chính Ngài tự thuyết. Đức Thế Tôn kể lại cho chúng ta, chứ không phải Đức Thế Tôn thuyết. Điều này đương nhiên rất quan trọng. Trong 48 nguyện, nguyện nào quan trọng nhất? Chư vị cổ đức nói là nguyện thứ 18. Nên Nhật Bản có phái bổn nguyện niệm Phật, họ chuyên học tập nguyện thứ 18 này. 47 nguyện còn lại họ không học, họ chỉ cần nguyện thứ 18. Như vậy có thể thành tựu chăng? Có vấn đề. Tại sao? Mỗi nguyện trong 48 nguyện đều viên mãn bao hàm 47 nguyện khác. 48 nguyện là một nguyện, chúng ta không thể có thiếu sót. Phái này của Nhật Bản lợi dụng điểm tốt. Nên nó không viên mãn. Nguyện thứ 19 phát Bồ Đề Tâm. Nguyện thứ 18 lâm mạng chung thời, thập niệm tất sanh. Hai nguyện này rất quan trọng.